Nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Hội Xuân của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh vườn trồng sầu riêng và có mít nữa nha. Tổng diện tích là 3.740 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là con đường xe máy nha anh chị. Và từ ngay vị trí em đang đứng đây mà ra tới đường ô tô tầm khoảng 200 m là tới. Ở đây là cái khu vực làm vườn nha anh chị. Mảnh này phù hợp cho anh chị về để làm vườn. Bên trong cái mảnh vườn mình thì có một cái ngôi nhà nhỏ, trong đó có 50 m² thổ cư luôn nha. Đường này chỉ là đường xe máy nha anh chị. Nó vừa qua cái ẻo này, tính ngay từ cái mí này mà đi ngang qua theo con đường đan này là khoảng 54 m. Và mình có cái chiều sâu vào là khoảng 65 m. Phía sau mình nở hậu nha anh chị. Tổng diện tích hết đất của mình luôn là 3.740 m². Trong đó có 50 m² thổ cư, phần còn lại là đất trồng cây lâu năm nha. Và để xem di chuyển theo cái hướng mặt tiền con đường đan nhỏ này cho anh chị mình xem. Mặt tiền của mình là 54 m. Tính từ ngay cái vị trí đất mình mà lên tới ngay chợ Cẩm Phong thì tầm khoảng 800 m là tới anh chị. Đó, anh chị đi chợ đó thì cũng có gần nha. Còn nếu như anh chị nào mà đi chợ Hội Xuân, ra ngay ủy ban dân xã Hội Xuân, ngay đó có trường học cấp 1, cấp 2 đồ luôn, thì tầm khoảng 1,5 km. Còn từ đây mà anh chị ra ngoài tỉnh lộ 864 thì tầm khoảng 1 km nha. Ngay cái vị trí đất mình thì điện nước wifi của nhà nước thì chưa kéo vô được, chưa kéo tới á. Nhưng mà mình cách khoảng 200 m là có đường dây điện của nhà nước nha. Ngay đó thì đường xe ô tô mình chạy vào tới được luôn. Đó. Giờ đây là mình đi dài xuống cái phía em đang đi là phía mặt tiền của đất mình đó. Nó bên trong mình có một cái ngôi nhà nhỏ luôn. Nó mặt tiền mình rộng, đi con đường nó hơi nhỏ nhưng mặt tiền rất rộng nha anh chị. Tới 54 m. Đặc biệt một điều là phía sau mình nở hậu cho nên đất này rất đẹp luôn. Nó để em đi qua cái đoạn này cái là tới ngay cái vị trí ranh giới của mình luôn. Đây là mình em đã đi tới ngay chỗ cái ranh của mình rồi. Nó ngay chỗ cái trụ cột đó ha. Là 54 m và đi sâu vào là khoảng 65 m đó. Còn tính từ ngay vị trí đất mình mà về tới quốc lộ 1A tầm khoảng 6 km nha anh chị. Giờ để xem sẽ di chuyển lại ngay cái vị trí vô cái ngôi nhà nhỏ của mình. Đó, còn đây là sầu riêng mình cũng có một số cây đang cho trái luôn nè. Đó, anh chị thấy ha, nếu anh chị mua mảnh này thì anh chị cũng được một vài cây để sở hữu lứa trái này để mình ăn nha. Chứ còn bán thì chưa, tại có một số cây kia chưa có trái. Bự rồi nhưng mà nó chưa trái vụ á anh chị. Trái vụ mới cho trái. Khu đây thì dân cư cũng đông, giao chừng 100 m, hơn 100 m là dân cư đông đúc lắm. Còn ngay vị trí của mình thì không có nhiều nha, chỉ là khu làm vườn thôi. Nhưng mà chủ cũng có cất căn nhà phía bên trong. Đó, anh chị thấy ngôi nhà đó ha. Nhà thì chỉ có 50 m² thổ cư à. Phía trước nhà mình thì cũng có cây sầu riêng luôn. Đó, giờ để xem sẽ bước tới ngay chỗ cái miếng nhà cho anh chị xem. Nhưng mà giờ để xem sẽ quay về hướng mặt tiền cho anh chị mình xem trước cái đã. Mặt tiền của ngôi nhà mình cũng là đất mình luôn nha, xây về hướng đông bắc cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Và cũng từ ngay vị trí
đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Là thời gian đi tầm khoảng 50 phút, khoảng cách chỉ có 35 km là tới à. Nó cũng rất gần nha. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ thì xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 50 phút luôn, khoảng cách chỉ có 34 km nha. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 35 phút, khoảng cách là 83 km. Đó vừa gọi là em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Còn bây giờ xem sẽ tiến về phía bên trong nhà cho anh chị mình xem phía bên trong nha. Đó, đây là mình bước vô cái phòng khách của mình. Ở dưới thì có lót gạch, tường thì sơn, tên thì cũng có đóng la phong rồi. Đó, anh chị thấy ha, ngôi nhà cũng gọn gọn à. Cái này phù hợp cho anh chị nào mới lập gia đình riêng á, là mình về mình ở. Cái ngôi nhà này là cũng rất tuyệt vời luôn. Tiếc một điều là chỉ là đường xe máy nha anh chị, chứ ô tô thì cách khoảng 200m mới tới con đường đan rộng khoảng 3m, ô tô giờ vào tới đó. Còn ngay nhà mình thì ô tô giờ không tới. Còn đó là em quay cái căn phòng cho anh chị mình xem. Chỉ có một phòng rồi nha anh chị. Còn đây là khu vực phía sau của mình. Nó nhà này do chủ hiện tại không có ở, chủ gom về ở với con ở ngoài ngoài lộ rồi. Cho nên nhà thì cũng hơi bề bộn, không có quét dọn sạch sẽ nha. Còn ngay đó là cái khu vực labo để rửa tay, thì anh chị có thể để bếp ga được luôn. Còn đây là xem sẽ đi hoành về phía trước trở lại, xem sẽ ra giường, sầu riêng và mít cho anh chị mình xem luôn. Giá của mảnh này chủ đang kêu hiện tại là 550 triệu cho 1.000 m², tức là tổng cái diện tích đất của mình là 3.740 m². Em tính hạo hạo thì khoảng 2 tỷ 057 triệu, nhưng mà giá của mảnh này thì còn thương lượng, cho nên anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Còn hiện tại em đang tính giá hiện tại là 550 triệu, thì tầm khoảng 2 tỷ 057 triệu. Đó. Đất đây là thuộc ấp Xuân Kiển của xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dùng đất rất là tốt nha. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí này thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem cái ngôi nhà này và coi cái mảnh đất này. Được thì anh chị có thể mua nha. Còn anh chị nào lần đầu ghé xem kinh nhà đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn, khu vực tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị nào thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị có thể mua nha. Nó do chủ lớn tuổi không có chăm sóc cho nên đặt chuối đồ tùm lum la trong đây à. Chứ sầu riêng thì cũng được à, chứ không có tốt cho mấy nha anh chị. Trong đất mình thì cao gáo, sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Còn xem nãy xem đi khảo sát sơ thì xung quanh thì xem cũng không có thấy màu mã luôn nha. Cho nên mảnh này cũng phù hợp anh chị mua làm vườn, hoặc là anh chị có ngôi nhà ở sẵn rồi, anh chị về sửa sang sơ lại cái anh chị ở luôn cũng vẫn được. Còn anh chị nào quan tâm tới cái thửa đất này thì anh chị có thể kết bạn Zalo với xem. Xem sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết và nó rõ hơn nha.
ngang là 54, phía sau mình là nở hậu nha. Còn mình có chiều sâu khoảng 65m. Đó, đây có tới mít nè, to ghê không? Bây giờ mà có cái mảnh vườn như vậy, giá chỉ có 550 triệu là cũng hiếm có nha anh chị. Này gì anh chị sẽ dọn và sửa sang lại, rồi mình chăm sóc cây nó sẽ tốt hơn. Còn chủ đang kêu bán anh chị, cho nên chủ cũng bỏ bê, không có dọn, nhìn thấy nó không được đẹp cái mảnh vườn cho lắm. Giá chỉ có 550 triệu cho 1.000 m². Tổng diện tích hết đất của mình là 3.740 m². Tầm khoảng 2 tỷ 057 triệu. Giá còn thương lượng. Nó đây là chu vi của cái phía sau ranh giới của mình đó. Tới cái mí đó là hết đó nha anh chị. Nó còn cây sầu riêng này cũng rất to luôn. Anh chị nào muốn giới thiệu sản phẩm của mình giống như cái video này thì anh chị cũng có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại trên màn hình, rồi xem và cùng một nhóm ekip của xem đến quay luôn nha anh chị, giới thiệu lên cho những người người ta cần mua để người ta thấy người ta mua nha. Ở trong đất mình thì chủ cũng có làm cái hệ thống tưới tiêu đồ hết rồi. Nó đường ống đó, mình chỉ bật motor lên là hệ thống tự động sẽ tưới nha anh chị. Nó sầu riêng thì cũng lưa thưa, có một số cây lớn rồi một số cây nhỏ. Loại sầu riêng thì sầu riêng ghi 6. Còn bao nhiêu gốc thì bây giờ chủ không nhớ anh chị ơi. Nhưng mà nó cũng lưa thưa lắm. Vì anh chị đốn ba cái chuối nè, dọn ra cái vườn mình nó sẽ đẹp lại à. Rồi mình chăm sóc mấy cây sầu riêng nhỏ nhỏ này nè. Rồi sầu riêng bự nữa. Nó đặc biệt là một điều mình có một cái ngôi nhà nhỏ bên trong nha. Rồi giá là chỉ 550 triệu cho 1.000 m². Hết mảnh vườn mình luôn thì tầm khoảng hơn 2 tỷ một tí à. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Hội Xuân của huyện Cai Lệ tỉnh Tiền Giang thì anh chị có thể liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo cho xem dẫn anh chị đến xem nhà, xem đất, rồi gặp chú chủ đất luôn để thương lượng thêm về giá cả. Em xin chào anh chị.